đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án vụ việc trong các giai đoạn tố tụng theo kế hoạch đã đề ra. Đây là yêu cầu của Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng chống tham nhũng tiêu cực Nguyễn Văn Quảng tại phiên họp thứ 5 của Ban Chỉ đạo sơ kết công tác quý 3 và triển khai nhiệm vụ quý 4 năm 2023 vào chiều qua ngày 18 tháng 10. Theo Bí thư Thành ủy, trong quý 3, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực đã được triển khai đảm bảo kế hoạch và đạt nhiều kết quả tích cực. Các cơ quan tiến hành tố tụng tiếp tục đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo. Đến nay đã hoàn thành kết luận điều tra 6 vụ, truy tố 6 vụ, xét xử 4 vụ, đã tạm giữ, kê biên thu hồi tài sản thiệt hại ước tính hơn 360 tỷ đồng. Đến nay đã hoàn thành 9 trên 27 kiến nghị, theo kết luận của thanh tra chính phủ đạt 33%, thực hiện được 149 kiến nghị của kiểm toán nhà nước đạt gần 70%, kiến nghị về xử lý tài chính đã thực hiện được 2.230 tỷ đồng đạt gần 95% bí thư thành ủy nguyễn văn quảng đề nghị các cấp ủy đảng các ban cán sự đảng đảng đoàn trực thuộc thành ủy tập trung triển khai nghiêm túc có hiệu quả các văn bản mới của trung ương và thành phố liên quan đến phòng chống tham nhũng tiêu cực chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng khắc phục các khó khăn vướng mắt đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án vụ việc trong các giai đoạn tố tụng theo kế hoạch đã đề ra tiếp tục làm tốt công tác thu hồi tài sản thiệt hại do hành vi tham nhũng gây ra đẩy mạnh việc theo dõi đánh giá đôn đốc việc thực hiện các kết luận của thanh tra kiểm tra và kiến nghị của kiểm toán nhà nước theo hướng rõ trách nhiệm thời gian hoàn thành nhất là các kết luận kiến nghị đã kéo dài tồn động nhiều năm